Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi tham quan nhà của dì Năm nha. Đây, nhà của dì Năm là ở Bình Dương nha cả nhà. Đây là cái sân nhà dì Năm nha. Đó, cái đường đi vô rất là dài nha cả nhà. Để mình quay cho cả nhà coi là cái cảnh từ bên ngoài đi vô nha. Đây là ngôi nhà rất là đẹp. Đây có chỗ uống nước nè, có bàn ghế đó, cái sân vườn cho cả nhà, đẹp không, rất là đẹp luôn cả nhà. Đây là nhà của dì Năm. Đây, nhà rất là đẹp nha cả nhà. Đây mình sẽ quay toàn cảnh cho cả nhà coi nha. Đây chiều chiều mát mát ra uống trà đồ các kiểu. Đây là bên hông nhà nha cả nhà. Còn đây là đường đi từ bên ngoài đi vô nha. Bây giờ mình sẽ dẫn cả nhà vô nhà dì Năm nha. À, cả nhà thì đã tới sớm rồi, đang phụ ở dưới bếp. Đây, ngôi nhà toàn đồ cổ nha cả nhà. Còn đây là dì Năm xinh đẹp của chúng ta. Hello, chào dì Năm. Hôm nay con tới tham quan nhà dì. Để cho con đi một vòng nha dì. Dì Năm rất là xinh đẹp nha cả nhà. Đây, dì Năm cho mình lên trên quay luôn. Đây là chị em bạn dâu của mình nha cả nhà. Hello. Hello. Hôm nay mình đi qua nhà đại gia A Ké nha cả nhà. Tiếp theo là mình sẽ bước lên lầu quay cho cả nhà coi. Đây là đồ cổ nhà dì Năm đây, rất là đẹp nha cả nhà. Đằng kia là hồ cá, mọi thứ được chỉnh chu rất là đẹp. Đây là mình đi lên lầu 1. Đây quá đẹp luôn cả nhà. Đây là lầu 1 nha. Nhìn đi ra ngoài sân vườn. Đó, nhìn lên lầu nhìn xuống nha cả nhà. Đây. Rất là lãng mạn nha. Khi mà nhìn xuống sân là cả nhà. Đó, rất là đẹp. Đây là nhiêu tuổi rồi dì Năm? À, đây là cái đồng hồ cổ nha cả nhà, trên 100 tuổi nha. Đẹp không? Ui, cận cảnh cho cả nhà coi nha. Qua lần đầu tiên mình cũng thấy, mới thấy nha cả nhà. Đây, cái phòng trưng bày của dì Năm đây cả nhà. Quá đẹp. Đây, bộ sưu tập của dì Năm đây. Khi mà đứng bên trên nhìn xuống nè cả nhà. Đây, ngôi biệt thự này dì Năm đây. Quá trời đẹp. Có điện thoại cả nhà ở nhà đó.